Rồi bây giờ chúng ta qua chi thể. Phân thiện chúng ta coi vô tâm. Phân thiện giới đi. Coi vô tâm. Phân thiện giới làm bố. Năm 14 người, giới năm 14, trở về. Tâm thiện giới có mấy lần? 18 lần. 18 lần, chính xác. Rồi tâm thiện giới là 24 tâm. Tâm thiện giới là 24 tâm. Nha. Bán tâm này nhận ra ai? Tám tâm thiện dục giới thì dành ra ai? Vậy dành cho phàm nhân với thánh phù hợp rồi, đúng không? Có phải vậy không? Tám tâm thiện này chỉ dành cho phàm nhân và thánh phù hợp đúng không? Rồi Phật A-la-hán hàng đứng xuống, đúng không? Bây giờ con chó có tâm thiện không? Con chó có tâm thiện không? Có không? Con mèo có tâm thiện không? Thì con chó con mèo phải là tâm nhân không? Không. Vậy nó là cái gì? Con chó với con mèo, con gà, con vịt đều là tâm nhân nha. Con chó, con chó, con mèo nó không phải làm nên thì nó là cái gì? Nó là xuất sinh nên tao xuất sinh có phải làm nên không? Nó chứng quả thai, nó chứng quả đánh không? Nếu mà tính một cách tổng quát thì chúng sanh ở trên là ở chúng sanh đó mà còn hiện diện đó, trên cái cõi đời này đó còn hiện hữu á thì có mấy loại? Có 12 loại, cái đó là phân ra rồi chứ nó chúng tổng quát có 3 loại. Có 3 loại chúng sinh tấu cũng tổng quát hết đang hiện hữu trên đời này nhé. Chỉ có ba loại: một phàm nhân, hai thánh phù hợp, ba thánh phù hợp. Ngoài ra không thể là không. Có đúng vậy không? Cho dù vậy đó là phạm thiên ở cõi sắc cứu cánh, vậy đó là gì? Phạm thiên ở sắc cứu cánh, vậy đó thuộc dạng nào? Phạm hả? Thánh phù hợp sắc cứu cánh. Nghe nè, cho dù vậy đó là phạm thiên ở cõi sắc của cánh, đúng không? Vậy đó thuộc dạng nào? Biết là thánh là thánh nào? Thánh là hàng đó, đúng không? Vậy phạm thiên ở sắc của cánh đó là vị thánh an hàng, thánh phù hợp không? Có phải không? Phải. Cái này là rớt từ trên cây rớt xuống luôn. Sao? Nghe rõ câu hỏi nè. Cho dù vậy đó là phạm thiên ở cõi sắc của cánh, vậy đó thuộc dạng nào? Thánh phù hợp phải không? Anh Hàm đi xuống. Thánh phù hợp phải không? Không hả? Người ta đã ai là hàm, sao đó nó sanh về cõi sắc của cánh, đúng không?
Đúng. Vậy Phạm Thiên ở sắc của cánh có thể là thánh hữu học của A La Hàm, cũng có thể là thánh A La Hàm. Ở cõi đó chúng phải là hắn là được không? Chứ nó ở Phạm Thiên ở cõi sắc của cánh rồi. Thì ở cõi sắc của cánh đúng không? Thì trước mắt thấy là gì, thánh hữu học rồi đúng không? Thánh A La Hàm rồi đúng không? Có A La Hàm chứng ngực ngũ thiền với tuệ mạnh thân giá thân nghệ sắc chú cánh đúng không? Trong sắc chú cánh có bốn thiền, bốn thiền ở cõi sắc chú cánh này. Giờ nó sắc chú cánh ở cõi nào cũng vậy, cũng là ở cõi khác cũng có năm bậc, ở cõi sắc nó chỉ có bốn bậc thôi. Cái hạng thứ nhất là sinh đây một lần, tức là vị này sẽ chứng quả A La Hán giữa tuổi thọ trở về trước. Nè, là trung ban bất hoàn, có nghĩa là vị này sẽ chứng A La Hán ở nửa tuổi thọ vì sao? Ví dụ là cõi sắc tánh này tuổi thọ, sắc tánh này bao nhiêu? Mười sáu ngàn kiếp trái đất. Hiện nay bà Visakha đang ở cõi này phải không? Không. Bà đang ở đâu? Ở cái tỉnh kia nào? Hiện nay bà Visakha đang ở đâu? Chưa có thể thì có thể cũng được, tại với hai bạn sẽ giải hơi khác nhau chút. Còn bạn sẽ giải thứ nhất đó, hiện nay bà đang sanh về cõi Hóa Lạc Thiên. Còn bạn sẽ giải thứ hai nói là mà hiện nay bà đang sanh về cõi Tha Hóa Tự Tại, tức là vị thiên hậu của vua cõi đó. Hiện nay bà mới sinh ra đấy. Rồi sao cái kiếp đó, đang kiếp thứ hai đó, bà mới đắc quả A La Hàm. Hiện nay bà đang là đà, hiện nay bà đang là Thượng Lưu đúng không? Sanh lên cõi thứ nhất, bà chứng ngược nhất lai. Rồi sau đó mệnh chung tái sanh lên cõi thứ hai. Hai cõi nó đảo qua đảo lại thôi, tùy theo mấy bạn chỉ giải, chúng ta chưa hiểu gì thôi. Đó là chuyện của bà Visakha, mình hiểu thôi. Còn chuyện của mình chưa tới, nó tới rồi. Thì qua kiếp thứ hai đó, là bà chứng quả A La Hàm luôn cả thuộc ngũ thiền. Nhưng mà bà là cái người có tính quyền mạnh, cho nên bà sau khi mệnh chung khỏi đó, bà tái sanh về cõi nào? Vô biển biển, cõi đầu tiên của sắc chúng ta, hiểu không? Thì bất kỳ cõi nào cũng vậy, thứ nhất là sinh ba bất hoàn, thứ hai là sinh ba bất hoàn, tức là chứng quả A La Hán chắc chắn. Thân gì cõi này chắc chắn quả A La Hán trong kiếp này, không có sai trái luôn. Tức là sinh ba bất hoàn, tức là phải nhìn 8.000 kiếp cái đất trở về trước chứng quả A La Hán rồi. Trung ban bất hoàn có nghĩa là 8.000 kiếp cái đất về sau mới chứng quả trong tuổi thọ đó đó. Tức là trải qua 8.000 kiếp cái đất rồi, qua cái kiếp cái đất thứ 8.001 cũng là từ đó đi. Đó là trung ban bất hoàn. Thứ ba nữa là gì? Ngũ hành tam bất hoàn. Nghĩa là hành pháp rất khó khăn, nó bị phiền não, nó cứ quấy phá hoài. Nhưng mà chứng đắc được A La Hán, cái trường hợp này được gọi là hành nan mà đắc cấp.
hành khó khăn mà rất nhanh chóng. Hành khó khăn mà rất nhanh chóng là trường hợp của ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là cũng là cái người mà hành khó khăn mà đắc nhanh chóng. Trong Tăng Chi Kinh cái ngày sau đó hỏi này dạ Mục Kiền Liên có bốn cách hành, là hành dễ dàng đắc nhanh chóng, hành khó khăn đắc nhanh chóng, hành dễ dàng đắc chậm chạp, hành khó khăn đắc chậm chạp. Trong bốn cách hành đó, hiền giả tán thán cách nào? Cô quên là hiền giả thành tựu được cách nào? Thì một người đi thưa hiền giả Sa-di-bút, trong bốn cách hành như vậy thì tôi thành tựu rất là hành khó khăn đắc chậm chạp. Và ngài một người hỏi là ngài Sa-di-bút, trong bốn cách hành như vậy hiện giả đã chứng đắc cách nào? Ngài Sa Phật nói trong bốn cách này đó, tức là hình dễ dàng đắc nhanh chóng, hình dễ dàng đắc chậm chạp, hình khó khăn đắc nhanh chóng, hình khó khăn đắc chậm chạp. Trong bốn cách hành này tôi là người hình dễ dàng đắc nhanh chóng. Hai vị thượng thủ có hai cách hành khác nhau, mọi người hành rất dễ dàng chứng đắc nhanh chóng, đó là Sa Phật. Mọi người thứ hai là người hành khó khăn đắc nhanh chóng, nó là một người liên. Cái điều này nằm trong Tăng Chi Kinh. Nếu nguyện một, nguyện một là người cuối, tức là phải phát bốn chi. Nếu mà cái nguyện mới bây giờ của nhà hạnh bây giờ trên đời sau sửa đổi nhiều từ đầu quá, à lấy nguyện gỗ cũ mà lại chính xác hơn nhiều. Ngay cả trung bộ trường bộ ấy, những cái bản đầu tiên mà có Ba Di Diệp nó chiếu rất là hay, chuẩn vô cùng, không phải là chuẩn vô cùng nhưng mà rất là chính xác hơn so với những bản sau này. Những bản sau này bài bán thị trường ấy, nó bị đời sau cái do cái thay đổi từ là nó biết đầu khó hiểu. Đây là tại vì quen nhưng mà theo sư anh giải thích là cái không bỏ đường bộ trước đây cái này đâu là có ba gì rất là hay dễ được triển khai. Thế người quan các cái thứ tư là vô hồng đa đức phật, đó là hành rất dễ dàng chứng đắc chân chấu, hay là chứng đắc chậm thì cũng được, miễn chứng đắc thôi, dù có chậm mà đắc được rồi thôi. Thì trong cái cõi này chỉ có bốn cách hành này thôi. Những cõi khác, bốn cõi còn lại, có thêm một cõi nữa là Thượng Lưu Bang Quốc Vận sanh lên. Bốn cõi trước đó là vô thiền nè, vô nghiệp nè, hiểu kiến nè, hiểu hiển nè. Trong cái kiếp đó những gì cách nào cũng không cách được đó, cho nên phải thân cái cõi cao hơn gọi là Thượng Lưu Bang. Cái thanh sanh từ từ bào quý sa kha thực trạng này, chẳng những bào quý sa kha mình luôn cảm cấp cô độc cũng thực trạng thứ năm, mà chẳng những ông cấp cô độc luôn cả vô trời thích cũng thực trạng này. Thượng Lưu Bang cũng là ở cõi này không cách được, anh nghĩ mình có cao hơn. Cho đến khi lên mở cõi sắc của cánh thì tắt cánh, nó thượng quan của vợ. Năm là thượng quan của vợ. Ở cõi sắc của cánh chỉ có bốn thôi, không có thượng quan của vợ nữa, bởi vì cái đó đâu có nhảy lên cõi nào nữa đâu. Nếu như vậy đó, ở bên đó mà cái kiếp sống nó không chứng đắc thì sao? Nó chắc chắn chứng đắc luôn.
Còn những cõi thành thiên dưới nếu gì đó không chứng đắc, nếu không chứng đạt thì cao hơn được tái sinh ngay là kiếp đó. Vậy. Không có rớt xuống rồi bây giờ. Ví dụ như Nhị Thánh Nhị Lô, Nhị Thánh Nhị Lô chứng hề. Ví dụ như Sa Kỳ đây khi chết thì cũng mất anh gì khỏi sao đẹp thân kiếp sao đẹp này không chứng đạt đạo quả là mẹ cũng không chứng đạt thì cao hơn nữa. Nếu có chết tái thành không mất không bao giờ, dù là đó là một chữ lương thôi. Nhưng mà kia đã chứng thiền sanh về cõi thầm thiên rồi, cõi sơ thiền rồi, nếu trong cái kiếp đó không chứng đắc quả thắng quả là hán cũng không chứng đắc thiền thêm, thì sau khi chết vẫn chung á thì tái sinh ngay cả cõi không bao giờ rớt xuống, không bao giờ. Nguyên nhân nào, nguyên nhân nào mà được cái vị đó được như vậy, được trả lời cái gì đó, cái nguyên nhân đó bởi vì vậy đó đã đi suốt được các cánh đạo, mà các ngày ngày nó đi xưa đó quý phạm nhân chúng ta cho giống như là cái trái cây ở trên cây á, cái trái cây nó rớt rồi nó thẳng xuống nè. Còn vị thánh hữu học này á đã thông suốt bát chánh đạo rồi, ví như con chim có đôi cánh rồi, khi cái cây nó gãy con chim bay qua chỗ khác ngang bằng cao rồi. Không bao giờ rớt xuống, không bao giờ rớt xuống đất. Còn mình thì rớt xuống đất mình rất nhiều, đúng không? Thế nên thành tựu bát chánh đạo là cực kỳ đặc biệt. Đó là nguyên nhân khiến cái vị thánh hữu học khi mà chúng ở cao không bao giờ rớt xuống thấp, hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ chúng ta lấy tâm thiện này dành cho trai, tâm thiện giới này dành trai, quên tâm thiện giới dành trai, thành nhân đúng không? Cậu gia thánh hoàng đúng không? Đúng chưa? Đồng ý chưa? Cái quỷ chưa? Tụi tâm thiện này dành cho con gà, con chó được không? Đúng ra nước cũng là mà cũng lại cũng tới cho người con gà không được. Chứ hơn chiếc là không? Bởi anh chị nếu hơn bao nhiêu cũng chịu hơn nhiều chiếc. Nếu nói vậy thì đã hỏi sánh gì? Bây giờ có thành được. Nói nhã mạng đây. Thượng đưa ban bất quần. Bây giờ sao nữa chúng ta có tâm duy tác giới, duy tác thực giới là hai loại, một loại là duy tác hữu nhân mà một loại là duy tác hữu nhân đúng không? Ở đây nhấn mạnh chữ hữu nhân đàng hoàng để không nhầm lẫn nữa, từ ngữ đâu đó nó rõ ràng. Cái tâm này, cái tâm này dành cho ai? Cho nên nó là hành năng sử dụng cái tám tâm này đúng không? Nếu mà dẫn ra là hắn sử dụng tám tâm này đúng không? Tám tâm này đúng không? Tám thực hiện đúng không? Cho nên cái hình thức nó thay đổi, nhưng mà cái nội dung vẫn như thế. Một cái dành cho tâm nhân, một cái dành cho tính người duy hệ thì chúng ta sẽ lấy cái giống nhau. Thì giống nhau ra cái hình thức duyên phối hợp, chứ còn cái chất lượng thì khác nhau sao một trời đúng không? Ở đây chúng ta thấy là những việc chúng ta lấy ta tám thực hiện nhớ
Chúng ta coi nè, thứ nhất là không có sinh tình duyên đúng không? Thứ nhất là không có sinh tình duyên đúng không? Thứ hai nữa là không có gì? Học nãy giờ rồi, tập suy luận thôi. Có tưởng duyên không? Có nhân duyên không? Có đạo duyên không? Có đạo duyên không? Không biết có hay không? Có tập hành duyên không? Có nghiệp duyên không? Có quả duyên không? Cũng có. Trời ơi, quen để quen có. Gì có là có hết. Không có quả duyên nha, bởi vì đây là tâm thiện mà làm sao không có quả duyên. Không phải tâm quả đâu, có quả duyên đúng không? Chẳng dẫn có là hợp quả duyên cũng có. Không có quả duyên đúng không? Như vậy thì tâm thiện này có hai quả duyên đúng không? Không có hai duyên. Thế thôi. Để phân như thế tương tự. Một giới hữu nhân tương tự. Chỉ khác một cái là cái này có vào gì rồi. Tâm Di Tát là chỉ dành riêng vị A-la-hán trong đời sống bình nhật thôi. Còn phàm nhân trong đời sống bình nhật sử dụng là tám tâm thiện. Vị Thánh Hữu Học trong đời sống bình nhật, vị Thánh A-la-hán trong đời sống bình nhật có sử dụng tám tâm tham không? Rồi, đó, vậy Thánh Na Na Hàm trong đời sống mình có sử dụng 8 tâm tham không? Không có, có mấy tâm tham, không có tâm tham, đã diệt rồi. Chỉ có 4 tâm tham thôi. Ủa, chỉ có 4 tâm tham thôi. Thọ hỷ hoặc là thọ xả, ly tà mà thôi, hữu trợ vô trợ mà thôi. Vậy Thánh Dự Lô có được mấy tâm tham? Cũng bốn. Vậy Thánh Dự Lô không còn những tâm tham học tà mà chỉ có những tâm tham như tà. Vậy Thánh A-la-hán trong đời sống mình có tâm tham không? Có không? Phạm nhân có không? Có nhiều. Bây giờ chúng ta qua tâm quả. Dễ không? Mấy cách này dễ không? Hả? Mấy cách này dễ nó lắm không? Nè, chúng ta lấy tâm quả. Dễ. Ở đây trước mắt chúng ta thấy là không có sinh tình duyên đúng không? Trước tiên chúng ta thấy là không có sinh tình duyên là đúng không? Nhưng đây là tâm quả hữu nhân cho nên nó không phải là tâm động lực đúng không? Đã không có động lực thì không có tưởng duyên đúng không? Cho dù đó có nhị nhân một tam nhân nhưng không phải động lực. Nhưng mà có đạo duyên không? Có đạo duyên không? Đập suy ngẫm thôi, có đạo duyên, có nhân duyên không? Có nhân duyên, hai nhân không ạ? Có đạo duyên không? Có. Đạo duyên và nhân duyên chỉ có trong những tâm hữu nhân. Bất kỳ anh là thuộc kỳ dạng nào, miễn anh là hữu nhân là được rồi. Hiểu chưa? Nếu có tập
Bình Dương không? Không có không? Bởi vì nó là thành quả chứ không có tập Bình Dương được, đúng không? Rồi, không có gì nữa. Hả? Xin hậu duyên, xin duyên có không? Nó vẫn có xin hậu duyên, bởi vì xin hậu duyên là xin sao mà ủng hộ cho sắc pháp sinh trước. Cái trường hợp này, tâm này ủng hộ cho sắc gì? Ủng hộ cho sắc nghiệp. Nghe, nó ủng hộ cho sắc lý vật. Vậy sắc vật sinh trước nó để cho nó là làm trở nương chứ, đúng không? Để nó ủng hộ cho sắc nghiệp cũng được, ủng hộ sắc vật được, cho nên nó vẫn có sinh hậu duyên, nó chỉ có không có sinh tiền duyên mà thôi. Bởi vì sinh tiền duyên năng duyên là gì? Năng duyên là xuất phát. Rồi ra đây nó còn không có gì nữa. Hết rồi không? Không còn có gì nữa. Sao? Trong sắc kia có sinh hậu. Không có, mà tâm cũng nhờ có sinh tiền duyên. Sửa lại. Là tâm không bao giờ có sinh tiền duyên hết, chỉ có sinh hậu duyên thôi. Đúng rồi, nó không có tập hình duyên, đúng rồi. Rồi tâm chỉ không có sinh tiền duyên mà thôi, nhưng vẫn có sinh hậu duyên. Rồi bỏ cái hàng đó, nó vẫn có sinh hậu duyên chứ không phải là không có sinh hậu duyên được. Cho nên chỗ đó đánh dư ha, bỏ ra đi, xóa đi. Nhưng mà trong này, trong này nó lại có quả duyên, nó có quả duyên đúng không? Có quả duyên, có quả duyên đúng không? Lấy 22, lấy 22 cái này đúng không? Bỏ quả duyên ra, còn là 20 mấy, 21 đúng không? Giờ là nó có thiên quả duyên, mất đây là 21. Nghĩa là có 21 kia. Có 21 kia. Không có quả duyên. Nó chính là quả duyên, thì không có loại trừ quả duyên ra được. Rồi, tới đây chúng ta tạm nghỉ đi. Làm bài toán trừ dễ hơn là bài toán cộng, đúng không? Mà nhớ hai cái mẫu mã đó, cái mẫu mã mà bảy duyên chỉ có trong một số tâm, và những tâm không là năng duyên cho bao nhiêu duyên đó, từ đó cứ kéo vô kéo ra, kéo vô kéo ra, ra hết. Bây giờ quý vị coi lại nắm ở đây chi pháp đơn duyên sở duyên giùm. Na ca sa sa ca phong ma di ca 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 ca
Ni đang qua tay mẹ của nhà